cây đang nó đang bị thương đó, đừng có phá hư cây á. Ủa cây đang ghép đôi luôn kìa. Ủa đúng không ta? Hai cái rễ nó dính luôn hay ta? Không à? Dính luôn hay gì hết trời? Dính rồi luôn rồi. Ô. Hay quá ta, cái cây này nè, cái cây này kỳ lạ, hai cái cây này là rễ nó dính luôn rồi à. Cái này là hai cái rễ dính chung nè. Đúng rồi. Bên kia không lại nè. Cái view này đẹp lắm nè. Cái view này ngồi nó đẹp lắm. Ồ. Oh. Đẹp không? Cái view này chào lên rất là đẹp. Và nhúng lên. Hai cái cây này đang ở chế độ là chăm sóc đặc biệt đó nha. Bay lên. Hít đất hả? Ảm lên. Nhúng cái là lên rồi nè. Đồ quá dữ, đồ dữ dữ. Ok ok. Mà nhiều cây gốc lại không phải một cây gốc đâu nha, rất nhiều cây gốc nó chung từ hai cây mà nó ra rất nhiều gốc. Ô kỳ vậy ta. Lẻ 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 lẻ. Đây 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 đây. Đây, đây nữa này. Ok ok. Ok. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình ở thành phố Trà Vinh. Hiện tại thì mình đang ở một cái điểm du lịch tâm linh khá là nổi tiếng của thành phố Trà Vinh. Ở này là một cái nơi rất đẹp. Đó là một cái hồ. Đây người ta gọi là cái điểm, và cũng có một cái chùa Campuchia trong này nữa các bạn. Cái này người ta gọi là ao bò ôm. Ao bò ôm hả? À, bà ôm trong này có một cái chùa hay sao á, không biết nhưng mà ở đây quá trời đẹp luôn các bạn. Cái ao, một cái ao. Bên kia đang múa cái gì kìa. Ok. Rất là nhiều cây nha các bạn. Cây này cái gì ta? Anh lấy liền cây đây, cây gì? Cây đang được theo dõi chăm sóc đặc biệt. Ghê à? À, cây này sao được theo dõi chăm sóc đặc biệt? Nó bị bệnh hả? Wow. Dữ do. Cây gốc hầm hố quá. Chạy lên. Ôi, ôi, có máy nè. Có máy chạy tóc lại đi Diệp, tù lắm tóc á. Ủa sao mới xuống mà chuẩn bị đi vậy hả? Có máy nè, có máy nè. Ồ. Có máy nè. Cây đang được chăm sóc đặc biệt, mới ghê, cây nào cũng chăm sóc đặc biệt hết. Ao bò ôm. Sao có gọi là ao bò ôm ta? Ôi chúng ta thanh thủ. Đây. Thấy cái cây này quá đẹp nè. Ủa sao ở đây có những cái cây cái gốc. Wow. Ao sâu nguy hiểm đây, cái điểm này là điểm du lịch mà cực mát luôn bạn ơi. Mát lắm. Và phía đường bên kia là chúng ta đi lên một cái chùa. Thôi chúng ta cùng khám phá cái chùa này đi, đi lên chùa. Ô đi xe đi dấp vòng ấy chứ. Đây. Họ đi xe máy đi dắp vòng luôn, đi lên chùa được luôn.
Cái ao này là cũng cũng khá là rộng các bạn, nhưng mà ok, nhiều người đến đây lắm. Thôi chúng ta tiếp tục đi lên lên chùa đi. Cây rất là to nha các bạn, phải là 2-3 người ôm mới hết cái cây này các bạn. Nhiều cây quá là đặc biệt, quá là đặc biệt luôn. Cây đang nó đang bị thương đó, đừng có phá hư cây á. Ủa cây đang ghép đôi luôn cả. Ủa đúng không ta? Hai cái rễ nó dính luôn hả ta? Không à? Dính luôn hay vậy trời? Dính rồi luôn rồi. Ô. Hay quá ta, cái cây này nè, cái cây này kỳ lạ, hai cái cây này là rễ nó dính luôn à. Cái này là hai cái rễ dính chung nè. Đúng rồi. Bên kia không lại nè. Cái view này đẹp lắm nè. Cái view này ngồi nó đẹp lắm. Ồ. Oh. Đẹp. Cái view này chào lên rất là đẹp. Và nhúng lên. Hai cái cây này đang ở chế độ là chăm sóc đặc biệt đó nha. Bay lên. Như hít đất hả? Ảm lên. Đúng cái là lên rồi nè. Nhảy lên. Đồ quá dữ, đồ dữ dữ. Ok ok. Mà nhiều cây gốc lại không phải một cây gốc đâu nha, rất nhiều cây gốc, nó nói chung từ hai cây mà nó ra. Đúng rồi, rất nhiều gốc. Ô kỳ vậy ta. Đã lỡ, đã lỡ, đã lỡ. Đây 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 đây. Đây nữa nè. Ok. Tạm biệt Abo Om. Đây là những điểm đặc biệt. Ồ, bây giờ chưa chịu về luôn. Liên tiếc, liên tiếc. Ồ, hay lắm các bạn ơi. Ở đây có những cái cây sau này này nó mọc riêng, nhưng mà cuối cùng là cái rễ nó dính chung luôn á. Chả hiểu sao luôn, nó ra vậy luôn các bạn ơi. Ok. Mát, khá mát. Đẹp. Ổn, ổn. Ở đây chụp hình ổn. Có nhiều cái lạ này. Ô bên kia người ta đang múa hát hay điệu múa của người Campuchia các bạn. Đó, rộng lắm. Toàn là những cây, cây này cây cổ thụ không à. Ở đây người ta đỡ là cây được chăm sóc với chế độ đặc biệt luôn. Theo dõi và chăm sóc với chế độ đặc biệt. Và rất nhiều cây cổ thụ, nhiều lắm. Mát nữa. Đó, bạn thấy không? Cao. Cái ao bom này nằm trong thành phố Trà Vinh luôn các bạn. Ở đây nếu các bạn có xe máy các bạn đi một vòng hết cái ao này cũng rất là đẹp đó. Ở trong đây là cái chùa, một cái chùa Campuchia ở gần cái ao bom. Mình đi vào đây để khám phá xem chùa này chùa tên gì và có những cái gì hay ho trong cái chùa này. Giới thiệu các bạn à, mình nhìn từ xa là thấy là cái chùa mang đậm phong cách của một ngôi chùa Campuchia à, tượng đền Angkor Wat. Thì cái
đạo Phật ở Campuchia thì nó theo cái hở khác, mình không có rành về cái này, để mình giờ mình quay cho các bạn xem rồi các bạn biết gì về cái phong tục cũng như là cái cách mà họ thờ tụng của cái những ngôi chùa trong của người Campuchia. Các bạn có thể comment phía dưới cho mình nha, xin cảm ơn các bạn. Ok, thì trong những cái tiếng hành động của mình thì có những cái mình sẽ quay lại tất cả những cái video trên hành động của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem những điều thú vị. Ô bộm, bên kia là bảo tàng dân tộc, văn hóa dân tộc Khmer của tỉnh Trà Vinh. Đây của chùa, chùa Angaraya gì? Chùa này làm năm 1958, nói chung là cũng chưa có lâu. Okay. Nào, sửa lại nè. Từ từ, ông xin máy ra sao chụp được.